Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2. Trong bản tin này, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Cổ động viên Đông Nam Á nói Việt Nam khiến tất cả những chỉ trích phải câm lặng sau trận thắng Trung Quốc Thắng Trung Quốc, đội trưởng tuyển Việt Nam nói điều người hâm mộ nước lòng. Đội bẹp Trung Quốc tuyển Việt Nam nhận phần thưởng đặc biệt từ Thủ tướng Chính phủ. Mời các bạn cùng đón nghe. Thắng Trung Quốc, đội trưởng tuyển Việt Nam nói điều bất ngờ. Các bạn thân mến, cùng Việt Nam giành 3 điểm thuyết phục trước tuyển Trung Quốc, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đặt niềm tin rất lớn vào những tiến bộ của đội nhà trong tương lai. Sau trận đấu anh chia sẻ. Vào vòng loại này, toàn đội xác định các đối thủ đều rất mạnh. Dù cô đá với 200% tinh thần, sức lực thì chưa chắc đã khỏa lấp được khác biệt về chế độ. Sau mỗi trận đấu, toàn đội đều cố gắng rút kinh nghiệm. Các cầu thủ tốt lên qua từng trận. Họ có tiến bộ, họ có tiến bộ. Nhiều bạn chưa tốt hơn qua từng trận. Hùng Dũng bày tỏ. Tiền vệ của Hà Nội FC cũng nhấn mạnh thêm. Tôi tin rằng năm mới, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều nhân tố mới phục vụ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Các bạn thân mến, đây rõ ràng là điều mà các cổ động viên Việt Nam rất muốn nghe trong bối cảnh mà việc là mới nhân sự đội tuyển sau thất bại áp cấp là chủ đề được bàn luận rất nhiều trong suốt thời gian qua. Ở trận đấu với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình, Hùng Dũng được trang SofaScore chấm 8,2 điểm, điểm số kỷ lục của một cầu thủ Việt Nam trong suốt vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đội trưởng tuyển Việt Nam có cho mình hai pha kiến tạo đồng thời thi đấu đầy sông sáo ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Khi được đặt câu hỏi về việc ở trận thua lượt đi, trận đấu mà Hùng Dũng không có mặt có phải là động lực để cho tuyển Việt Nam thêm quyết tâm, tiền vệ mang áo số 8 thẳng thắn bày tỏ. Tuyển Việt Nam xác định quyết tâm thi đấu với mọi đối thủ, chứ không chỉ xác định là giành điểm khi gặp Trung Quốc. Mọi trận đấu, mọi đối thủ chúng tôi đều hướng tới mục tiêu có điểm. Ở sân nhà, chúng tôi cố gắng giành điểm tối đa và thật may mắn khi mùng 1 Tết toàn đội đã giành được chiến thắng. Hùng Dũng kết lại với lời khen ngợi dành cho quân đồng đội trên hàng công. Với tuyển Việt Nam thì AFF Cup là một giải tập trung nhiều đổi khác so với vòng loại World Cup. Đội tuyển không thể chơi tấn công như ở Cup mà phải tận dụng cơ hội một cách tối đa. Toàn đội phải cố gắng hơn. Ngày hôm nay các tiền đạo đã làm rất tốt công việc của mình. Đó là điều toàn đội đã tập luyện và đạt được mục tiêu mong muốn. Cổ động viên Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đã khiến những người có ý định chỉ trích họ phải câm lặng. Các bạn thân mến, các cổ động viên tại Đông Nam Á đã cùng chia vui với tuyển Việt Nam sau khi thầy trò Huy Park Seo đánh bại tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tuyển Việt Nam đã khiến cho Trung Quốc trải qua 90 phút đầy đau đớn trên sân Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện đã ghi 3 bàn vào lưới đội bóng tỷ dân, qua đó giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1. Trước kiến tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng, không ít cổ động viên tại Đông Nam Á đã gửi lời khen ngợi đến thầy trò Huy Park Sơ. Một số bình luận đáng chú ý sau đây xin gửi đến các bạn. Xin gửi lời chúc mừng Việt Nam từ Indonesia. Tôi thực sự ghen tị khi chứng kiến Việt Nam thắng Trung Quốc tuyển Việt Nam đã khiến tất cả những người có ý định chỉ trích họ phải câm lặng. Thầy trò ông Vang Sơ thực sự vẫn là đội mạnh ở Đông Nam Á. Vào ngày hôm nay, Việt Nam đã thắng trận trước Trung Quốc, đó là nguồn động lực để cho các đội tại Đông Nam Á giành thêm những chiến thắng ở vòng loại cuối cùng World cấp trong tương lai. Hãy cùng nhau nâng tầm bóng đá Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam thực sự là nền tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Các bạn làm rất tốt, hãy bắn pháo hoa ăn mừng đi nào. Cảm ơn Việt Nam khi đã giành 3 điểm đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup cho bóng đá Đông Nam Á. Mong sao các bạn tiếp tục phát triển trong tương lai. Việt Nam thực sự là đại mạnh. Nếu may mắn hơn, họ đã giành được nhiều điểm hơn là 3 điểm ở vòng loại cuối cùng World cấp. Trong khi đó thì những lời khen ngợi cho tuyển Việt Nam, một số cổ động viên Đông Nam Á còn buông lời chê bai đội tuyển Trung Quốc. Các cầu thủ Trung Quốc phải chăng đã uống quá nhiều rượu, do vậy họ đều thua Việt Nam. Trung Quốc chơi quá tệ trong ngày hôm nay, họ toàn truyền hỏng. Ngoài ra Trung Quốc còn để cho Việt Nam ghi bàn quá dễ dàng. Thật không thể tin nổi, Tôi chẳng thể nào tin Trung Quốc lại có thể thua trận trước Việt Nam. Xin chúc mừng tuyển Việt Nam, họ làm dạng danh ở Đông Nam Á. Đề bẹp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam nhận phần thưởng đặc biệt từ Thủ tướng Chính phủ. Các bạn thân mến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng oanh liệt 3-1 trước tuyển Trung Quốc vào ngày hôm qua. Trong trận đấu diễn ra vào một ngày đặc biệt, Ngày mùa Tết thì như đã biết là tuyển Việt Nam của chúng ta vừa lợi thế tại sân nhà đã thể hiện màn trình diễn cực kỳ thuyết phục và đánh bại tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1. Những người đã ghi bàn cho đoàn quân của Huy Park Seo bao gồm Tấn Tài, Tiến Linh và Văn Đức. Ở cuộc đại chiến trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam nhận được sự ủng hộ của cổ động viên, đặc biệt là thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ngồi trên khán đài thì thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục cổ vũ đoàn quân của Huy Park Seo và ông ăn mừng vô cùng nhiệt tình sau mỗi lần mà chúng ta ghi bàn vào lưới đối thủ. Sau trận đấu thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuống tận sân để chúc mừng tuyển Việt Nam. Đồng thời, ông quyết định ly xì cả đội để lấy hên đầu năm. Toàn đội ngày hôm nay đã chơi rất hay, thắng 3-0 thì tốt hơn, nhưng 3-1 là cũng được rồi. Rất cảm ơn ông Park Hang Seo và cảm ơn các cầu thủ vì ngày hôm nay đã mang lại một bữa tiệc bóng đá cho người dân Việt Nam vào đúng ngày một Tết âm lịch. Đây là một món quà rất quý giá dành cho người hâm mộ và nhân dân Việt Nam. Một lần nữa tôi xin cảm ơn ban huấn luyện, Toàn thể đội bóng và đặc biệt là các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chiến thuật của chúng ta là rất hợp lý và các cầu thủ đã tận dụng tốt cơ hội có được. Chúc mừng năm mới. Bây giờ tôi sẽ mừng tuổi cả đội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đáp lại tấm lòng từ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Huyền Phan Sơ cũng vui mừng và phát biểu: Tôi rất cảm ơn Liên đoàn, cảm ơn các quý vị, chính phủ và mọi người vì đã hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận tiếp theo. Thi đấu thiếu người, đại gia châu Á vẫn giành thắng lợi nhờ ngôi sao ở châu Âu. Các bạn thân mến, Iran tiếp tục thể hiện sức mạnh ở bảng A khi đánh bại UAE với tỷ số 1-0. Sau lượt trận thứ bảy vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tuần trước, Iran trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Á không tính chủ nhà Qatar giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Do đó, họ không phải nhận có nhiều áp lực trong trận đấu với các cầu thủ UAE. Dù vậy, Iran vẫn giành được thắng lợi. Mặc cho đã chính thức vượt qua vòng loại, huấn luyện viên Dragan Skokic của Iran tiếp tục sử dụng đội hình khá mạnh trong cuộc tiếp đón UAE trên sân nhà với các ngôi sao nổi bật như Mehdi, Taremi, Alizera. Tuy nhiên thì Iran lại không tỏ ra quá vượt trội so với UAE. Thế trận phần lớn trong hiệp một diễn ra tương đối nhàm chán khi cả hai đội không tạo được quá nhiều cơ hội đáng chú ý. Điểm nhấn hiếm hoi trong nửa đầu trận đấu có chăng là hai tấm thẻ vàng khi các cổ động viên nghĩ về một hiệp đấu không có bàn thắng thì các cổ thủ Iran bất ngờ lên tiếng. Ở phút 44, tiền đạo đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha cho câu lạc bộ Porto là Taremi đã tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm của UAE rồi nhanh chân đưa bóng vào lưới mở tỷ số cho trận đấu. Bước sang hiệp đấu thứ hai, Iran nhận lợi thế từ rất sớm khi hậu vệ nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ngay ở phút 49. Lúc này thì UAE dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng nỗ lực kiểm soát bóng của họ đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 1-0 cho Iran. Khép lại lượt trận thứ 8, Iran vẫn dẫn đầu bảng A với 22 điểm và giữ tấm vé dự World Cup. Cùng với Iran thì Hàn Quốc cũng chính thức có suất tới Qatar sau khi hạ Syria 2-0, trong đó UAE hiện xếp thứ 3 với 9 điểm. Báo Hàn Quốc khẳng định gặp Trung Quốc là cơ hội ngàn vàng để cho tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Tờ Sportan Korea của Hàn Quốc mới đây tin rằng là Trung Quốc chính là đối thủ tốt nhất để cho tuyển Việt Nam hy vọng và một thắng lợi ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đã hết cơ hội giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên thì trận đấu giữa hai đội vào ngày hôm nay vẫn mang nhiều ý nghĩa, do vậy mà cả hai đều quyết tâm để giành chiến thắng. Báo giới Hàn Quốc cũng quan tâm đến trận đấu này. Tờ Sportan Korea mới đây đã có bài viết nhận định về trận đấu tới. Kể từ khi ông Park Hang-seo được bổ nhiệm, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái những thành công. Tuy nhiên, thời gian qua, ông Park Hang-seo không còn đảm bảo được những kết quả ấn tượng. Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vương áp cấp. Ngoài ra, họ còn thua 7 trận liên tiếp ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Do vậy, vòng loại cuối cùng World Cup này chưa hề kết thúc. Việt Nam phải ít nhất giành được một trận thắng để khôi phục lòng tự tôn cũng như tìm lại niềm tin chiến thắng trước các ông lớn tại châu Á. Trận gặp Trung Quốc chính là cơ hội ngàn vàng để cho Việt Nam tìm kiếm chiến thắng. Việt Nam cần đánh cược mọi thứ để giành 3 điểm tại sân nhà Mỹ Đình. Liệu Việt Nam có vượt qua được cơn khủng hoảng sau trận đấu gặp Trung Quốc hay không? Trước khi gặp Trung Quốc, Việt Nam đã trải qua trận thua đậm với tỷ số 0-4 trước Úc. Tờ spartan Korea đã lý giải nguyên nhân khiến Việt Nam thua đậm như vậy. Việt Nam thua nặng nề với tỷ số 0-4 trước Úc ngày 27 tháng 1. Khi đó họ không có lực lượng tốt nhất, có một số cầu thủ chân thương và nhiễm Covid-19. Ngoài ra thì ông Panzer còn tạo điều kiện cho không ít gương mặt mới được thi đấu ở trận gặp Úc. Các bạn thân mến, trên đây xin chuyển đến các bạn toàn bộ bản tin bóng đá mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.